Cảnh báo sai lầm khi sử dụng vitamin C mà anh chị em mình nhất định phải biết. Đây chính là thời điểm mà việc sử dụng vitamin C, việc mình mua chưa bao giờ dễ dàng như thế. Và cơ thể mình thực sự cần vitamin C, bởi vì nó là vitamin vô cùng quan trọng. Nhưng nó quan trọng không đồng nghĩa với nó cần thiết đến như thế. Nó rất là quan trọng nhưng nó lại không thực sự cần nhiều đến như thế, mà giống như anh chị em mình đang lạm dụng một cách quá nhiều. Vitamin C là một loại vitamin mà cơ thể mình không thể tự sản xuất, không thể tự sản sinh ra. Và khi mà mình uống thừa vitamin C thì đương nhiên nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Nói một cách nôm na theo khoa học thì một người trưởng thành giống như em chúng anh thì cần khoảng 75 đến 100mg một ngày thôi. Nếu như mình uống quá nhiều, uống dư thừa thì đương nhiên cái đầu tiên ảnh hưởng sẽ chính là cái chức năng thận. Bởi vì đơn giản, thận nó cần phải làm việc nhiều hơn thì mới có thể đào thải được cái lượng dư thừa. Mà bật mí với anh chị em một cái bí mật mà chưa ai nói cho mình biết nha. Vitamin C nó đào thải dư thừa ấy, nó sẽ được đào thải qua thận ở dưới dạng đó chính là oxalat. Vậy thì dành riêng cho những ai mà có thói quen là mình uống quá nhiều một ngày nhá, thì trong một thời gian dài nó sẽ tăng khả năng là bị sỏi thận. Cũng có rất nhiều anh chị em mình khi mà mình uống quá nhiều vitamin C sẽ dẫn đến dư thừa. Dư thừa sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, giảm hấp thụ, giống như kiểu cái này đang thừa quá, vậy thì sẽ không hấp thụ được các loại vitamin khác. Bởi vì một điều đơn giản đó là mặc dù cơ thể mình không sản sinh được vitamin C nhưng nó lại rất ít khi thiếu. Và mình thông qua chế độ ăn uống hàng ngày, tôm, cua, thịt, cá, trứng, sữa là mình có thể bổ sung vitamin C một cách ok, dồi dào năm ngoan rồi. Chứ không cần đến mức đó là mình uống hàng ngày, uống nhiều quá trong thời gian dài, chỉ ảnh hưởng đến cái thận của mình thôi anh chị em nhá.